trưởng Ngô Đại Phúc Tấn bên em xin kính chào tất cả các quý anh chị và xin chào mừng tất cả các anh chị nhà mình đã quay trở lại với video giới thiệu tác phẩm mới ngày hôm nay của bên em. Và trong video ngày hôm nay thì em xin được giới thiệu tới quý anh chị nhà mình một tác phẩm Tam Đa Phúc Lộc Thọ Đứng Gốc Tùng, được bên em chế tác trên chất liệu là gỗ ngọc am, hàng hoàn toàn là liền khối ạ. Tác phẩm này của bên em thì có chiều cao là 1m10, chiều ngang là 50 và chiều sâu là 30. Kích thước thì bên em đã đo và tặng kèm anh chị nhà mình một chiếc kỷ cao là 20 phân ạ. Và tác phẩm này thì bên em đang giao lưu với anh chị nhà mình trên thị trường với giá là 7 triệu 200 nghìn đồng. 7 triệu 200.000 đồng là bên em đã bao gồm hoàn toàn phí vận chuyển cho anh chị nhà mình rồi. Các bác nhà mình có thể là chốt hàng bằng cách là inbox trực tiếp qua số điện thoại Zalo hoặc comment ở phía dưới các phần bình luận nha các bác nhé. Và trước khi đi vào giới thiệu chi tiết tác phẩm này thì em xin được giới thiệu lại cơ sở bên em. Cơ sở bên em là tượng Cô Đẹp Phúc Tấn ở tại địa chỉ làng nghề mộc nổi tiếng Đông Giao, Lương Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương. Và số điện thoại hotline của bên em là số 0389 889968. Anh chị nhà mình hãy kết bạn Zalo với bên em để được nhân viên tư vấn nhiệt tình cũng như là gửi hình ảnh chi tiết anh chị nhé. Và sau đây thì em xin mời tất cả các anh chị nhà mình đi gần tới tác phẩm để có thể thưởng lãm được. Đây là một tác phẩm Tam Đa Đứng Gốc Tùng, được bên em chế tác trên chất liệu là gỗ ngọc am, hàng vẫn để mộc anh chị nhà mình nhé. Hàng vẫn để mộc thì rất là thơm cho anh chị nhà mình rồi. Và các bác đã biết thì dòng gỗ ngọc am này thì là họ nhà Thông, có một cái mùi thơm rất là dễ chịu và đặc biệt là có rất là nhiều tinh dầu. Đấy ạ. Và tính chất của gỗ ngọc am thì rất là ổn định anh chị nhà mình nhé. Và ngoài ra thì gỗ ngọc am thì có thể là gặp thời tiết thuận lợi, tự tạo tuyết kim sa trên bề mặt, rất là tuyệt vời ạ. Cực kỳ là độc đáo cho anh chị nhà mình luôn. Và anh chị nhà mình cùng nhìn ngắm, đây là một bộ ba quyền lực, bộ ba Tam Đa Phúc Lộc Thọ. Đấy, tượng trưng cho đa phúc, đa lộc, đa thọ, hay còn tượng trưng cho đó là Phúc Như Đông Hải, Lộc Tấn Vinh Hoa và Thọ Tỷ Lam Sơn anh chị nhà mình nhé. Đầu tiên trong bộ Tam La Phúc Lộc Thọ thì không kể đến được cụ Phúc. Cụ Phúc thì với một cái gương mặt rất là hiền hậu, nhân hậu ạ. Và với một cái ánh mắt rất là vui tươi nha các bác nhé. Trên tay của cụ thì bế một em bé Tiểu Đồng này. Đấy ạ, nụ cười của Tiểu Đồng thì cũng rất là hoan hỉ luôn. Đấy, và trên tay này thì cụ cầm một cuốn thư mang đến những cái điều may mắn cũng như là mang đến cái lộc của con cháu đầy đàn cho gia chủ nhà mình. Và đây các bác nhà mình có thể là nhìn thấy cái bộ áo của cụ Phúc mặc đây ạ. Thì bên em làm rất là mềm mại này, từng những cái phần nếp gấp nhá, hay là những cái phần đôi giày này, đôi giày của ngài đây ạ, được đục tỉa rất là chi tiết luôn. Và thứ hai ạ, đứng giữa thì là cụ Lộc ạ, hay còn gọi là cụ Thần Tài, thì sẽ đem lại những cái may mắn về tài lộc cho gia chủ. Đấy, tiền tài, tài lộc rủng rỉnh nhá các bác nhà mình nhá. Trên tay của cụ thì cầm một cầu gậy như ý đấy ạ. Bên em làm rất là kênh bong này. Đấy, và đặc biệt là hàng liền hết nhá các bác nhá. Cái gậy như ý này thì bên em châm tỉa cũng rất là kỹ này. Ngoài ra bên phía tay trái của cụ Lộc đây thì cầm một thỏi vàng. Đấy, mang đến tiền tài của cải vật chất cho gia chủ nhà mình. Đấy, một tác phẩm với rất là nhiều những cái ý nghĩa phong thủy nhá. Và đây ạ, áo của ngài Thần Tài thì bên em cũng chế tác đây ạ. Những cái đường vải gấm áo này rất là mềm mại luôn. Và đặc biệt là trên phần bộ áo của cụ Lộc hay còn gọi là cụ Thần Tài đấy ạ, thì bên em còn khắc mặt là long phù nhá các bác nhà mình nhá. Hay là cái phần khánh này được châm tỉa rất là kỹ và làm cực kỳ là cân đối cho anh chị nhà mình luôn ạ. Và cuối cùng là cụ Thọ ạ, mang đến những cái lời chúc sức khỏe cũng như là lời chúc trường thọ cho gia chủ nhà mình. Với một cái hình dáng tiên ông già và râu dài, râu được tỉa rất là mềm, từng những cái sợi râu này thì bên em tỉa không hề bị đứt đoạn mà rất là mềm mại nhá. Trên tay của cụ Thọ thì cầm một trái đào tiên này, các bác có thể nhìn thấy phần trên đây là những cái đường vẹt tinh dầu nhá. Phôi gỗ này của em rất là già luôn ạ. Đấy, được đục tỉa rất là cân đối. Và phía dưới này thì bên em còn chế tác thêm đó là hũ tiền vàng này và những cái đồng tiền chập tỉa rất là cân đối ạ. Và ba cụ Phúc Lộc Thọ thì đứng dưới một gốc cây tùng cổ thụ nhá các bác nhá. Đây ạ, từng những cái tán tùng thì các bác nhìn thấy bên em chặt tỉa rất là tinh bong này. Đấy, thân tay tán thì được di sần và làm những cái phần mấu mắt đấy ạ, trông rất là cổ thụ luôn. Đấy, cây tùng trong phong thủy thì tượng trưng cho sức sống rất là mãnh liệt, dẻo dai này.
vươn lên mọi khó khăn nhé các bác nhà mình nhé. Và ngoài ra thì cây tùng cũng có thể là giúp gia chủ là trấn trạch trừ tà rất là tốt ạ. Những cái tay tán này bên em chặt tỉa này, các bác nhìn thấy không ạ? Rất là sắc nét luôn. Đấy, hàng này thì bên em chế tác hoàn toàn là liền khối nha anh chị nhà mình nhé. Và em xin đọc lại kích thước của tác phẩm để cho anh chị nhà mình có thể cân đối không gian trưng bày tác phẩm trong gia đình nhà mình. Tác phẩm của bên em có chiều cao là 1m10, chiều ngang 50 và chiều sâu là 30. Và bên em tặng kèm các bác nhà mình một chiếc kỷ cao là 20 phân. Với mẫu sản phẩm này thì bên em đang giao lưu với anh chị nhà mình trên thị trường với giá chỉ có là 7 triệu 200 nghìn đồng thôi ạ. Anh chị nhà mình yêu thích mẫu sản phẩm này thì hãy nhanh tay để lại cho em xin comment ở phía dưới phần bình luận, hoặc là anh chị nhà mình có thể liên hệ trực tiếp với bên em qua số điện thoại Zalo đó là 0389 889968 để sở hữu tác phẩm này anh chị nhé. Và thấy mẫu sản phẩm này của bên em đẹp thì anh chị nhà mình cũng đừng quên ủng hộ cho em xin những cái nút like ở phía dưới ạ. Và em cũng xin cảm ơn tất cả các anh chị nhà mình đã theo dõi hết video ngày hôm nay của bên em. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị trong những cái video tiếp theo ạ.